Trong chương trình của chúng ta có nhiều người là tham gia một hoặc hai lần, còn những người mà ba lần trở lên chúng ta gọi là mối. Quên kể là Trấn Thành là đi toilet cũng nghe nhạc Eric, phòng khách cũng nghe nhạc Eric, vô phòng ngủ cũng nghe nhạc Eric, là nghe nhạc mỗi ngày. Anh nghĩ sao hát bao nhiêu bài cũng gửi cho Eric hát. Cái này mà đưa Eric hát là vô nè. Cái bữa đi hai anh em đưa cho Eric nghe. Dính nè, dính nha. Xong em làm bản nhạc phối luôn, phối xong cái về nghe nhạc demo hay quá. Bà Harry Won bà cướp rồi. Em thật sự ngu ngốc, em thật sự ngu ngốc. Cứ ngồi yên đấy cũng không xong. Vậy thôi. Giờ mình vừa hát vừa nhảy các bạn nè. Vô, 2, 3. Anh thật sự ngu ngốc, bao bề người ấy cũng không xong. Có một cái ông cho vào không, xong một cái không cho. Rồi bị xúc ra đấy em. Có ông cho và ông không cho. Em nghĩ bạn này cũng là một người thích kiểu nuốt được và nuốt không được. Đúng rồi, đã hả? Thực ra là quen không em đấy, nhìn mặt quen không? Không, không, đúng em, nhìn ai lạ. Nhìn ai lạ. Nhìn ai lạ. Cứ gọi nỗi buồn lời đây. Tại vì em là một người rất là hay xem trên mạng xã hội, cho nên là em cũng nhận ra bạn này, Rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về. Thật ngại ghê. Giờ chẳng biết làm sao để nói ra đây. Sợ có thể trôi lắm thay. Đành giấu trong tim hết những lời này. Tao thích câu mặt rồi. Cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ thế thật ngại là tin ta như đánh trong mỗi lần. L-I-K-E, I like you. Tao thích câu mặt rồi. Cứ thế có khi. Chưa bao giờ tôi thấy có một ca sĩ nào mà lầy lội như Hòa Minzy. Em chung tiền liền vậy hả Hòa? Em có 1.2 triệu thôi anh ơi. Cất vô. Em có 1 triệu nghe. Thôi, bên đây 1 triệu là 2 triệu. À thế à. Con bé nó cũng lấy 2 triệu. Ờ. Đứng mà nghẹn. Không, được, được cặp thôi chứ. Nó đứng mà nó nghẹn. Thôi, thôi nghẹn giùm bé luôn đi. À, không, em nói giùm bé nè, okay, hiểu okay. Là nó đứng mà nó nghẹn, nó nhìn kiểu mà trời, tại sao anh chị có thể đối xử với tôi như vậy anh? Không, không, chỉ đội kia thôi. Hồi nãy là mình khen con bé quá trời. Mình khen. Con mà lát nữa con hát với chị Hòa Minzy, mà con hát cái bài của chị Hòa Minzy thì con đủ cái từng cái mà hát được. Sao để cô bé chắc nói nè. Chắc là bé đang nhỏ. Mồm bạn ý trông kiểu rất là... Mồm sao em? Ba đi ngon thì mồm sao? Mồm hả em? Mình nói là miệng được không? Miệng đi. Miệng nhá. Chắc là em thấy là miệng hát có phải gì? Có gì? Có nhịp điệu em có không? Không không à? Chung là mồm có ăn miệng. Miệng em miệng. Mồm há chuẩn. Mồm há chuẩn. Chuẩn. Đúng rồi. Đó. Người ta bảo là khẩu hình đẹp. Khẩu hình đẹp đi. Chúng ta đây. Khẩu hình đẹp. Cái phút nè. Nó nghe xem. Em nghĩ chị này sẽ là một người mẫu ảnh mà hát cũng rất là gọi là ra gì. Hát ra gì là ra gì em? Chắc chắn ra lời ra gì. À, thì em hiểu không? Hiểu luôn á. Em hiểu không anh Thành? Nói gì cho người ta hiểu đi cưng. Bây giờ là sẽ chốt một câu là chị này là người mẫu ảnh thích hát và hát ra gì không hay. Ủa cái gì vậy? Bây giờ anh nghe thì anh tưởng là em đang nói về cô ấy là hát hay đó. Anh thấy sao? Mê đó. Tại vì thật ra cũng có rất là nhiều anh chị em đến tham gia chương trình này. Có những người đến rất là nhiều lần. Đến chai mặt luôn em. Chai luôn em, em. Có những người đến rất là nhiều lần. Đến chai mặt luôn em. Còn có những người nhiều khi người ta tự trọng hơn đó. Tự trọng hơn đó. Người ta lựa chọn cái thời gian người ta xuất hiện cái nó phù hợp. Ủa? Bên tay phải tôi là hit maker, giám đốc sản xuất, producer đỉnh nhất quận Bình Thạnh. Đỉnh nhất quận Bình Thạnh. Ta làm gì thế kệ người ta. Có clip coi là mừng rồi. Với lại mình làm hài bớt căng thẳng lại. Đi về. Đi về. Kiếp trước em ở chưa tốt. Kiếp trước em ở chưa tốt. Nên trời cắt luôn cái tóc em. Đơn giản thôi, nhưng mà ở đây có người nhột. Tại vì có người giống con đuông dừa. Có người nhột. Có người được mệnh danh là con đuông dừa. Con đuông dừa. Em nói thế nào về con đuông dừa? Con đuông dừa là một con rất đẹp. Rất mập, rất mập, rất béo. Nó sống tốt và nó bị người ta bắt ăn, nó hà hiếp nó. Đây, con đuông dừa là con sâu đục thân. Nó ẩn mình trong cây dừa. Nó len lại, nó đục, càng ngày nó càng mập lên. Người ta mới chặt cái cây dừa, chúng ta lấy đuông dừa ra người ta ăn.
Chào hai em. Đây người quen người cũ rồi, bỏ qua bên, cho anh làm quen với người mới chút xíu nha. Ừ, chào em gái. Không được. Không được. Cái gì vậy, tị nạnh với người ta. Ê khoan, trước khi nghĩa cho em xin phép cái chiêu vừa rồi, cái giọng vừa rồi. Không được. Thì đúng đi. Em quen lắm không? Đi cho thấy ra là thần thái, nhưng mà khi mà nói chuyện thì nó phải chất quốc tí xíu thì nó mới vui. Không, em từ xưa đến giờ đều dễ trơn, không thể cố tình nha. Rồi để em nói chuyện này. Không được anh. Cũng vậy à. Chị Dân về với Giang nha. Dân Giang, quá hợp lý. Nữa hả? Chán thiệt. Đã chán vô chưa? Không thích luôn á. Nửa hả mà nói chứ nửa hả nghe ngao ngán luôn á. Cũng thích, tại giả bộ nói vậy thôi. Thời buổi bây giờ có nhiều người nói láo không bao giờ hết mũi. Thời buổi bây giờ có nhiều người nói láo không bao giờ hết mũi. Ai? Trước mặt em bây giờ. Đối diện em đó, còn ai nữa em hỏi chi vậy? Anh nói thử coi. Thấy ghê quá. Thấy ghê quá. Em sao vậy? Hai người đàn ông ngưỡng hiệu nhau thấy ghê quá. Đừng có giận nha. Tha đó. Tha đó. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Thưa anh. Nát hùng cái nha. Băng. Băng. Giận lời. Trai hư anh không phải gì. Những trai tốt anh phải vào vấn. Trong chương trình của chúng ta có nhiều người là tham gia một hoặc hai lần. Còn những người mà ba lần trở lên chúng ta gọi là mối. Mối hả? Mối nào cũng được. Nếu về thì đây có lẽ là một cái mối của chương trình chúng ta đó. Còn cái mối này nó bắt nguồn từ đâu thì không biết. Từ từ mình điều tra, mình khai thác nha. Hãy cùng gặp gỡ với hai khách mời. Sam. Rồi về chỗ đi em. Ủa gì anh? Em chưa được quen nói quá rồi, không biết nói gì nữa trơn, trời không biết cái gì để hỏi luôn á. Thôi anh đi về này chỗ. Thiệt anh tồi tàn nhẫn với em gái ghê. Anh ơi, công tình em diện bộ đồ cũng cả ngày á, anh cho em nói vài câu xuất hiện trước ống kính đi. Giả bộ hỏi gì đi anh. Dạ, giả bộ hỏi giả bộ gì hả anh? Thôi được rồi, muốn hỏi thì hỏi. Ừ, giờ này mình xây được mấy căn nhà rồi em? Thôi anh đừng có hỏi mấy câu nhạy cảm con gái, tao không thích gì đâu. Chứ hỏi tự gì tự nhiên nói người ta tưởng Sam nó có của lắm, ta nói đó. Giờ anh hỏi này chân thành nè. Dạ. Sam, dạo này có sửa gì mới không em? Dạ không thiệt. À, chưa hả? Dạ chưa, đúng rồi không. Bữa chị Lê Giang nhắn em á, gửi hình Sam á, xin dạo này biết con Sam nó chích cái gì mặt nó gọn lắm à. Chị Giang nhắn là em thường em tin á, tại chị Giang là giống như có ánh mắt trong ngành á. Giống như có điện á, không có điện nhìn ai là biết liền. Dạ em có không? Ủa anh, bữa nay có người chơi đâu gì đó. Có. Bởi vậy mới nói là tính bé Sam ra kêu nó về chỗ liền đi, bởi vì quen quá rồi không có gì để hầu. Anh ơi, anh tặng ba hoa, nói em ba hoa hả anh? Anh Nghĩa đưa chứ mà, anh tặng một bông thôi. Dạ tặng dạ. Tặng một bông thôi nè, Sam cầm đi Sam. Sam cầm đi Sam. Quá trời. Tức quá luôn. Chúng cũng lại chút hồn yêu. Anh mới đưa ngang trước chúa. Trời ơi, nó tắt rồi. Cuộc tình đi qua trong làm bao tiếc nuôi trái tim vỡ tan. Hẹn nhau đôi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời mà đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như hoa nhạc màu, anh quay khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình, nàng khóc cho mình. Quá trời, bữa nay cha cột vô đây mày khỏi nước một hồi mày ra nữa nha. Thế nào cũng có một con gì trong này nè. Quá trời cái người rồi.
Khi em như hoa nhập màu, ấy vui khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân trôi theo ngày tháng. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy đưa mà đem ngóng trong, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân nàng, dưới chân nàng, là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình nàng khóc cho mình. Quá trời, Thành ơi Thành, em đẩy cho chị Tuyệt. Cảm ơn các bạn. Chết Thành ơi Thành, bây giờ em được lên em ca một bài rồi em quên hết thù hận á Thành. Không anh, em quên hết thù hận rồi. Em vẫn thù nha. Hả? Tức quá luôn á. Em mà có một lời khen cho Bibi Trần là giả dạng quá khủng khiếp. Em giả dạng không quá nhìn khủng khiếp. Ra. Không ra. Tôi không nhận ra. Không không nhận ra. Là tại sao hồi nãy tôi nhìn cái sai dài nó nhỏ. Hồi nãy anh đoán là Bibi Trần Hải Triều, hồi nãy anh có nói. Tức là đoán mà, đoán không, mà. Không, nhưng mà là đoán cho người khác. Lời nói thoáng qua thôi. Đoán cho người khác. Em hèn chi hồi nãy em thấy cái tóc hơi giả. Chương trình cố tình mặc cái quần này cảm giác nó lùng hơn. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Hồi nãy khi mà ngồi đó anh cảm giác là cái nhân vật này nhỏ con lắm chứ không phải đúng cao rồi, như Bibi. Đúng rồi. Nhưng tôi vẫn không sót được cái chân mày của nó. Đúng. Vẫn loài ra phi công mà cái chân mày bé ngót. Phi công nào mà vé chân mày còn hơn đường ray nữa vậy. Anh ơi, em là nữ phi công mà. Ủa, nãy giờ đâu ai giới thiệu là một anh phi công đâu. Một cô gái phi công mà. Một cô gái phi công. Trời ơi, quá trời. Ủa Bibi nó nghe nè, Bibi dạo này bộ qua mùa dịch bộ ế xô lắm hả em? Hả? Mà sao tràn qua đây làm những cái chuyện lừa lọc mọi người vậy? Anh đừng nói sự thật với anh. Trong khi em đã từng ngồi ở cái vị trí này hình như là cũng 2-3 lần gì đó nha. Thì thôi, nếu như chương trình có mời thì không, em phải ngồi chễm chệ ở chỗ đó chứ. Chứ mắc gì em che, em đẩy, em bịch, em núp lùm ngồi đó vậy? Đâu phải anh, tại vì hôm nay lý do em tham gia chương trình đó, lý do đầu tiên của em đó là em rất là muốn song ca cái bài này với anh Trấn Thành. Em có thể qua nhà Trấn Thành ca riêng. Mà tại sao hai đứa chơi chung nhau là Bibi Trần Hải Triều? Nhỏ này hát hay bằng nhỏ cái hát dở vậy? Nãy nha, công nhận Bibi nó ngồi một cái dáng mà hát dở thiệt đó chứ. Bởi vậy mới nói là Bibi giỏi ở cái chỗ quá trang á, nhìn non em nghĩ là mọi người sẽ đoán được em á. Là sao mà ra không ra dạ dạng, dạ dạng quá hay luôn á. Không Bibi, ra nhìn Bibi kiểu non nớt lắm, kiểu mấy sinh viên thực tập. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nhìn dạ. Nhìn không có chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ là gặp những cái con người này ở đây thiệt á. Sau tập này thì cái lý do thứ hai á, em tham gia chương trình đó là em định là debut làm ca nghĩ sĩ. Nghĩ phé, nghĩ phé. Không, em chuẩn bị MV xong rồi, tập này phát sóng lên là ngày mai tới MV em ra luôn á. Chết hồn. Vậy thôi mình đừng phát sóng tập này nữa. Lo. Tập tiền nó đúng. Chị chát em quá vậy. Tập tiền nó đúng, đừng phát sóng tập này. Em làm gì mà em triệt đường sống tại vì em. Không, em chỉ làm thêm sự nhí nhảnh cho chương trình em thôi anh. Em trưởng thành rồi đó. Mời các bạn hãy cho một lời bình luận về cái bông bắp cải này. Anh ơi, cái này là xếp ly tần á. Giống như con rộm biển á. Không, nhưng mà phải nói buca càng ngày càng đẹp trời. Dạ, cảm ơn nha. Tươi lắm. Dạ, cảm ơn Thành. Nó giống như đàn ông mà lấy vợ mà thời gian nữa mệt mà ốm dừng Chris ha. Xanh của chị Cường. Xanh dễ sợ, xanh, xanh lè. Sao vậy em, có phải vậy không? Ông tự em đánh má hồng kỳ lắm chứ. Ủa vậy hả? Thôi, đàn ông có vợ rồi mà đánh má hồng kỳ lắm. Lo chứ. Lo à. Mình không có lo Thành ơi, nhỏ vợ ở nhà mới lo. Em nằm xuống chào cho lễ phép. Buka nó làm giống như là ai mới vừa xé đồ nó xong cái nó phải dán đồ lại. Trời ơi, tội nghiệp quá, người ta mới vừa hãm hại đời em. Phải. Như em mong muốn đúng không? Búp bê. Như búp bê, như gói quà luôn. Anh nghĩ biết sao em muốn một cô gái xinh đẹp búp bê như Buka tới đây không? Tại sao? Để em đẩy qua đội bên kia đó. Mà hai ngộ, bữa nay hai chị em có hẹn nhau không? Mặc đồ màu hồng giống nhau vậy? Em có hẹn luôn, mà chị Buka dặn em là mặc đồ street style luôn á. Mà chỉ mặc street style của chị nè. Em, mình đưa Buka nó đi chợ nó bận vậy đó em. Mà công nhận em hay thiệt nha. Đó, nực muốn chết mà em mặc đồ nhiều tầng nhiều lớp. Anh nghĩ đồ có rờ màu nó lật nguyên một miếng xuống.
Anh xin lỗi nhưng mà tại vì anh thấy cho này nè, nó như mấy gói quà vậy đó, dễ thương lắm. Anh Nghĩa, anh quên người ta là con gái luôn á hả anh Nghĩa? Tại vì Buka bình thường đàn ông lắm, nó mẹ lắm, mẹ lắm, giống như mấy người trong quân đội. Ủa sao em tóc như Buka luôn vậy? Ủa gì vậy Baby? Bé trợ lý em. Trợ lý em? Dạ trợ lý. Ủa sao đi mặc đồ này đi lên đây vậy? Ủa Baby sao vậy? Ủa Buka hả? Buka nè. Buka. Buka mà nhìn lạ quá anh. À, tại vì bữa nay sân khấu của em là không phải vậy. Chứ sân khấu em thì sao? Hình ảnh sân khấu em nó đàn ông hơn. Ra cái sòng sọc múa rồi bung lụa. Bữa nay bận trang phục của Ivy Moda. Đó. Cho nên đẹp hơn rất là nhiều. Còn BB Trần. Đó, bữa nay em lịch lại em khác hẳn thường ngày luôn đó. Dạ. Sao không bới tóc lên em cho nó cao? Dạ, em cố tình xả tóc mà. Tại vì anh giới thiệu là ngọc nữ mà. Nhỏ này mới tiên đồng nè. Ủa, em là tiên đồng. Dạ. Được anh. Được em. Chứ. Trời ơi. Yeah. Tiên đồng là gì? Phải hiểu cái từ đó. Tiên đồng là đông tiền. Về đây kiếm nhiều tiền vô. Nay anh mới giới thiệu là một bạn trẻ mà ra cái tóc bạc quá. Ôi, bố cao bữa nay nó giống như bạch phát ma nữ vậy đó. Em có chuyện gì buồn không mà tâm sầu bạch phát vậy em? Dạ không có anh. Cái tóc này là do em dầm mưa dãi nắng quá cho nên là nó bạc. Đừng nói dối, anh biết lý do. Dạ sao vậy anh? Nhuộm không thành công. Thôi, cho dù là màu gì thì chúng ta cũng phải công nhận là Puka càng ngày càng đẹp ra đúng không? Bây giờ vậy nè, em sẽ đẹp hơn nếu em tặng mọi người một câu hát. Dạ rồi, em sẽ gửi tặng mọi người một bài hát. Đó là bài bài Honey. Nghe tiếng sóng nắng bên hiên trời đầy, vì mình đến xua tan đêm dài, cho lòng em còn nhớ anh hoài. Anh, vì đôi lúc anh hay nhờ, để cho trái tim em mong chờ, phải làm sao để em mới yêu anh. Đừng giận hờn anh yêu nha, trái tim sẽ phù với nhau. Đợi một ngày tình lên tin, thế kêu riêng anh là thân ý này. Chị Hồ Quỳnh Hương không thích điều này. Thật ra cái phần vừa rồi là vũ đạo về. Giống như đập đập vè đó em, nghe vẻ hát dở đó em.